Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Em đây bác là 11 cây máy cưa bác nhá. Rất là nhiều hệ luôn. Thì đầu tiên em có hai cây Makita này. Đó, Estin, Makita tay dài, Echo, Tanaka. Ở phía trên có Shinowa, Kyorit, Komatsu, Echo cực kỳ là VIP luôn các bác nhá. Đầu tiên bác xem video thì nhớ em xin like này, đăng ký kênh và chuông thông báo. Mua hàng là 0862 567 746, xem qua liên kết sử dụng và Zalo bác nhé. Bên em thì bán ship hàng toàn quốc, đến nơi bác được kiểm tra hàng, tiết hàng thoải mái, bảo hành nòng điện bơm nhớt cho bác là 9 tháng. Alo. Sản phẩm bác mua cưa sẽ gồm là rũa tip và tô vít này, và món theo kèm lồ chữ quy rất là đẹp bác nhá. Đó, hôm nay lô máy cực kỳ là chất luôn đó, bác xem và lựa chọn bác nhá. Tay dài các thứ, tay cụt Estin này, Makita. Đầu tiên Q1 thì em có hai cây Makita đó. Đầu tiên con màu cam trước bác nhá, con màu cam là Makita MDE335. Con này được công suất là 35cc, làm bản dài mặt cắt là 35/40, xích là chạy xích châu 91, làm còn nguyên chữ Makita này. Con màu cam này cực kỳ đẹp luôn, trọng lượng của máy rơi vào 5kg. Con này hàng đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Con này giá rất là rẻ, 1.600.000. Con này được trang bị là lốc nhôm, hàm dầu, đó cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Con này ốc áng hoa thị này, đó con này cho bác mình cắt củi gia đình, các bác đi cắt những gỗ đường kính con này tầm 35-40 đổ lại các bác nhé. Đó, Makita chạy cực kỳ lợi xăng, con này hàng nguyên zin nguyên bản luôn các bác nhé. Đó, tem đây là tem số gì đó là Made in Germany, con này là hàng của Đức các bác nhá. Hàng của Đức chạy lợi xăng. Đó, bác nào mà kinh tế hạn hẹp có thể tham khảo cây quy không này. Giá rất là rẻ, 1.600.000 bao ship, cắt củi ra đường. Đó, rồi, test nổ bác nghe tiếng máy nhá. Riêng con này thì cực kỳ nhạy nổ luôn. Giá là 1.600.000 bao ship toàn quốc, Makita MDE335. Tiếp theo cây số 1 thì em có một cây đẹp hơn các bác nhá, hàng như mới luôn. Con này còn là thương hiệu Makita, con này máy lớn hơn. Con này là Makita MDE400, con này công suất là 40cc, làm bản dài mặt cắt là 45/45, xích là chạy xích chung 91, làm Oregon các bác nhá, làm còn cái chữ Makita này. Con này hàng gọi là xuất sắc luôn, hàng thiếu thùng. Đó, con này thắng thương hiệu bình thường. Các bác nhìn hàng bãi này, độ mới, độ trắng cực kỳ là cao nhá, bơm xăng cũ các thứ. Con này được trang bị là hàm rồng, đó, bô này, đó, bô đèn nhám rất là đẹp luôn các bác nhá, lốc nhôm. Dòng này thì trọng lượng của máy thì nó rơi vào 5kg các bác nhá. Dòng này bác đi cắt gỗ lớn hơn một chút, đó, tầm 45-50. Đó, con này thông số gì các bác nhá, 40cc lòng 40 ly, đó, lớn hơn con số 0 các bác nhá. Bác nào mà kinh tế khá giả có thể thêm một chút lấy con này. Đó, hàng xuất sắc luôn, trọng lượng rất là nhẹ nhàng. Đó, hàng nguyên zin, thắng theo hoạt động bình thường. Đó, con này thì nó sử vòng tua rất là cao. Đó, bác đi cắt quế cao mỡ, đó, đi khai thác. Riêng dòng Makita thì tua cao chạy rất là lợi xăng luôn các bác nhá. Đó, ốc áng này, đó, con này hàng xuất sắc, nguyên zin nguyên bản, hàng gọi thiếu thùng luôn. Rồi, cái này giá là 1.900.000 các bác nhá. Rồi, test nổ bác nghe tiếng máy này. Rất là êm luôn các bác nhá. Con này thì nó sử dụng tua rất là cao. Con Q1 giá là 1.900.000 bao ship toàn quốc. Tiếp theo con số 2 thì em có một cây Estin. Con này là Estin 009. Đó, con này được trang bị công suất là 40cc đó nhá. Làm bản dài mặt cắt là 35/40, xích là chạy xích chung 91. Đó, làm Estin này, làm video máy này, Made in Germany. Đó, dòng Estin thì đứng đầu số 1 thế giới các bác nhá. Con này thì trọng lượng của máy rơi vào 4.5kg. Đó, cái dòng tay lửng này thì bác nào leo trèo tỉa cành, các bác làm những công việc ở trên cao các bác nhá, dòng Estin thì tua cực kỳ là cao rồi. Con này là dòng tay cụt công suất lớn, hàng nguyên zin nguyên bản. Con này được trang bị lốc nhôm các bác nhá. Đó, làm còn nguyên chữ Estin này. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, cho mình đi đó, khai thác này, đó, đi phân đoạn các thứ. Riêng dòng Estin này trọng lượng cũng rất là nhẹ nhàng thôi, giá cũng rất là rẻ các bác nhá, 2 triệu bao ship. Đó, dòng này, đó, hàng nguyên zin này các bác nhá, lốc nhôm rất cực kỳ là đẹp luôn, tháng kết hợp bình thường. Đó, riêng dòng ST này nó cực kỳ là nhảy nổ các bác nhá. Đó, một cái hàng siêu chất. Đó, con Q2 giá là 2 triệu. Rồi, test nổ bác nghe tiếng máy này. Đó,
tim tay cụ tay bác nha, phòng tua cực kỳ lớn luôn bác nhá, ốc áng 7 màu. Đó, cái này là công tắc phía trên này các bác nhá, ở thường công dưới này, ở trên là phía các bác đẩy lên là đóng gió, đó đẩy xuống là bác gạt gió xuống bác nhá. Tiếp theo con này giá là 2 triệu bao ship. Theo cây số 3 thì em cũng cây rất là đẹp luôn, con này là Makita tay dài, đó hệ quốc dân, con này là Makita ME 333, đó tam màu 3, con này công suất là 33cc, con này hàng đẹp như mới luôn các bác nhá. Bác nhìn này, trắng tươi này, đó xanh xiếc ra trời. La bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chung 91, ngang 40 chữ Makita bác nhá, hàng zin này. Đó, ốc áng 7 màu rất là đẹp luôn, ốc tự lam, bô bọng trắng tươi. Đấy, ốc áng này 7 màu rất là đẹp. Dòng này thì một dòng tay dài rất là đẹp, đó bơm xăng phụ này. Con này tháng theo động bình thường. Cái dòng tay dài này thì trọng lượng nó xem dòng tay cụt nó rơi vào tầm 4 đến 4,2 kg bác nhá. Dòng này thì cánh em sử dụng rất là nhiều luôn. Dòng tay dài thì trước mình leo trèo tỉa cành, các bác làm những công việc ở trên cao, đặc biệt dòng tay dài này rất là dễ sử dụng luôn. Cái bản rời Tama 3 này được trang bị là trục giật trợ lực lớn, các bác cứ kéo nhẹ nên nổ bác nhá. Nói về độ nhanh nổ con này thì cực kỳ là cao. Đó, con này 33cc, hàng thiếu thùng luôn. Đó, hàng nguyên zin nguyên bản. Đó, ốc áng này. Đây dòng tay dài này, bác nào mà chưa dùng cưa hoặc là bác nào mới lần đầu sử dụng và tham khảo mẫu tay dài bác nhá. Hàng quốc dân, con này đẹp như mới luôn, xuất sắc. Con này đẹp bác bao là trên 90% luôn các bác nhá. Hàng nguyên zin. Cây Q3 giá là 2 triệu 200 ngàn bao ship. Test nổ bác nghe tiếng máy này. Giá là 2 triệu 200 ngàn bao ship toàn quốc. Tiếp theo con Q4 thì em có một cái Echo. Con này là Echo GC35A. Đó, con này công suất là 35cc các bác nhá. Đó, 35cc. Con này trọng lượng của máy nó chỉ ở rơi vào 5kg. Con này cũng rất là đẹp. Lam bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chung 91. Lam còn nguyên chữ Echo các bác nhá. Có luôn đăng xích tiền Nam, Lam Inter. Ốc chữ Lam. Con này tháng theo là bình thường, bơm xăng phụ này. Đó, dòng này thì bác cứ kéo nhẹ lên nổ bác nha. Con này là bản GC35A, dùng là trục giật trợ lực lớn. Đó, kem số xe điều này bác nha. Đó, Made in Japan. Con này được bao nhiêu này? Vô trắng tươi luôn. Đó, Lam một chữ Echo bác nha. Dòng này trên là cái cắt gỗ tầm trung này, cắt củi gia đình. Và cái cắt của anh đường kính con này rơi vào tầm 35-40. Đó, bác nào mà chưa dùng cưa tham khảo mẫu Q4 bác nhá. Con này hàng cũng rất là đẹp luôn. Đó, cây này thì bơm xăng phụ các thứ đủ, nói chung là full chức năng. Đó, cắt gọi là rất là bền. Riêng con này thì bác cứ kéo nhẹ lên nổ thì các bác là mình có tuổi này. Con Q4 giá là 2 triệu 500 ngàn bao ship Echo GC35A. Đó, test nổ bác nghe tiếng máy nhá. Công trình các thứ. Con Q4 giá là 2 triệu 500 ngàn bao ship toàn quốc. Con Q5 thì em có một cây Tanaka. Con này là Tanaka bản đời cao các bác nhá. Con này mã của nó là TCS33. Đó, EB. Đó, con này là 33cc. Con này hàng đẹp thiếu thùng luôn. Con này là bản Tanaka nòng đứng đời cao. Đó, lam bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chung 91. Lam còn nguyên chữ Tanaka bác nhá. Làm đẹp này, rất là đẹp luôn. Con này đời cao được trang bị là bô giảm thanh này các bác nhá. Bồ trắng tươi luôn, hàm rồng. Dòng này trước mình đi cắt củi gia đình, đó đi cắt nấu củi, nấu rượu các thứ các bác nhá. Đặc biệt bản Tanaka đời cao này rất là nhạy nổ luôn. Con này hàng đẹp như mới luôn các bác nhá. Đó, bác xem dây giật dây riếc này. Trắng tươi luôn. Đó, con này chắc bên Nhật về đổ xăng luôn. Đó, con này tháng thiết học bình thường. Dòng này trọng lượng nó rơi vào tầm 4,8 kg bác nhá. Dòng này rất là nhạy nổ luôn. Đó, bác nào mà chưa dùng cưa bao giờ mới lần đầu sử dụng trong khảo bản Tanaka đời cao này này. Đó, rất là nhạy nổ luôn mà súng tua cũng rất là cao các bác nhé. Đó, cắt tầm 25-30, có cắt gia đình các thứ. Hai ốc chữ Nam, hàm rồng, hàm riếc này. Đó, sợi xích zin này cũng rất là mới luôn, tầm 95% nữa các bác nhé. Đó, con này giá là 2 triệu 300 ngàn bao ship. Riêng con này thì bác cứ giật nhẹ đi là nổ bác nhé.
Giá là 2.300.000. Tiếp theo cây số 6 thì em có một cây Echo. Đó, con này là Echo nóng đứng, con này là 441H, con này là bản đời cao. Con này công suất là 44cc bản đời H luôn các bác nhá. Lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích chân 325, làm lối này. Đó là lối của Echo bác nhá. Bên em đã lên một sợi xích mới cho nó rồi bác này. Đó cắt thì cực kỳ là sướng luôn, xích mới này. Hai ốc dự lam và chưa ít Echo. Dòng này chắc còn đi đi phá rừng nha bác nhá, đi khai thác cắt thuê căn mướn. Riêng dòng Echo này nó sử dụng tua rất là cao, còn này 44cc, đó nồi đồng cối đá bác làm mà làm những công việc gọi là trong thời gian dài. Đó hoặc là cắt liên tục. Đó đi cắt khoảng từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối bác nhá, khoảng là 11 12 tiếng một ngày. Đó con này mình danh là nồi đồng cối đá, máy nóng rất là nhạy nổ luôn. Đó chỉ cần nóng một tí lên thôi, bác giật là giật lần thứ hai lên. Đó bao nhạy nổ luôn cho bác coi nhá. Đó tem bảng này là của nó bác nhá, 44,3cc. Đó trọng lượng của máy con này rơi vào 5,5kg bác nhá. Đó cắt cả ngay luôn. Đó làm dài 40 mặt cắt 35 này, nồi đồng cuối đá. Đó đi cắt thuê căn mướn. Cây số 6 đó là 2.400.000, bao ship coi nhá. Echo 441H. Đó test nổi bác nghe tiếng máy này. Q6 rất là rẻ, 2.400.000, bao ship. Theo Q7 thì em có một cây G Komatsu, con này G405. Đó con này công suất là 40cc. Con này thì dòng Gen Watt, lam bản dài mặt cắt là 40 lam 45, xích là chạy xích chân 325, làm Latin các bác nhá. Đó xích mới bên em đã lên cho nó rồi bác này. Hai ốc dự lam, con này tất cả đều bằng hợp kim này. Đó rất là bền luôn. Đó nồi đồng cối đá, lốc nhôm, hàm rồng. Rất là đẹp. Dòng này chưa đi cắt phân đoạn này, đó đi khai thác quá rừng thoải mái luôn. Riêng này dòng Komatsu thì sử dụng vòng tua rất là cao bác nhá. Đó con này trọng lượng của máy nó chỉ rơi vào 5kg bác thôi. Đó rất là nhẹ nhàng, cắt cả ngày luôn. Đó tua cao, đó làm là tình rất là dày dặn luôn, xích mới. Đó cây này giá là 2.700.000, nó bác cắt tầm 5-60 đổ lại cực kỳ thoải mái luôn các bác nhá. Đó nhạy nổ, thứ hai rất là nhạy nổ luôn. Đó tua cao, đó thì anh em miền Tây thì sử dụng dòng này. 2.700.000 bao ship. Thế là bác nghe tiếng máy này rất là căng luôn bác nhá. Cây số 8 thì em có một cây Curit. Đó con này là V3501. Đó con này công suất là 35cc, lai bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích chân 25, làm là tinh các bác nhá. Hai ốc giữ lam, con này là thuộc dòng máy cắt công trình. Đó dòng Curit đó như này nó về độ bền các bác nhá. Đó bền với dòng Echo như nhau luôn. Con này thì đây là tem thông số gì đó các bác nhá. Đó số gì đó này, đó V3501, dòng máy bác cắt công trình các thứ này, đi cắt trong nhà kính phân đoạn. Đó đi khai thác gỗ tầm trung, đặc biệt cái bản 3501 này được trang bị là trục giật trợ lực lớn. Riêng dòng máy thì bác cứ kéo nhẹ nên là nổ bác nhá. Độ nhạy nổ này cực kỳ là cao, tua cao, nóng đứng. Trọng lượng máy rơi vào 5kg, bác đi cắt tầm 5-60 đổ lại này. Đó cực kỳ là thoải mái luôn, con này hàng rất là đẹp. Đó làm là tinh các bác nhá. Đó làm là tinh đầu nhọn, dòng này thì cắt tầm quế kéo mỡ thoải mái luôn, cắt gia đình các thứ. Đó con quy tạm giá là 2.900.000. Riêng về độ nhạy nổ này cực kỳ là cao, được phong thiết kế là trục giật trợ lực lớn và cực kéo nhẹ nên là nổ các bác nhá. Rồi test nổ bác nghe tiếng máy này.
các công trình các thứ gọi là thoải mái luôn. Đó, cây số 8 giá là 2.900.000, bao ship. Đó, Kyrit 3501. Tiếp theo cây số 9 em có một cây Sinowa. Con này là Sinowa Short 1039S các bác nhá, bản đời S luôn. Con này công suất là 40cc, thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản. Con này hàng cũng rất là đẹp. Đang bản dài mặt cắt là 45550, xích là chạy xích chân 325, làm rất là dài luôn, xích mới các bác nhá. Đó, nếu mà sợi xích này bác mua ngoài thị trường rơi nó dài này phải tầm 350-400 các bác nhá. Hai ốc dự lam. Đó, con này thì trọng lượng của máy rơi vào hơn 5,5 tầm 5,5 kg thôi. Rất là nhẹ, riêng dòng Sinowa thì nó sử dụng tua rất là cao. Đó, con này được trang bị là lốc nhôm này, hàm rồng, đó, bồ đen nhám rất là đẹp luôn. Đây là tem thông số suy của nó đây các bác nhé. Đó, E1039S Made in Japan. Cái dòng này là bản đời short, bản đời 4 số, sẽ bổ sung là trục giật trợ lực lớn. Cái dòng này thì hệ anh em ở Tây rất là thích luôn. Đó, cắt dừa này, khai thác gọi là sớm tối cả ngày. Riêng dòng này chạy cực kỳ lợi xăng các bác nhé. Thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản luôn. Con này hàng nguyên zin nguyên bản. Đó, cây này Q9 giá là 3.300.000, bao ship. Đó, test nổ bác nghe tiếng máy này. Bác kéo nhẹ đe nổ qua nha. Bác đi xẻ trước tầm 25-30 đó, vậy là thoải mái luôn. Tiếp theo cây cuối cùng thì em cùng cây siêu phẩm, cây này là Estin. Đó, con này là Estin 210. Đó, con này công suất là 40cc. Đó, con máy được sản xuất 5 tháng 5 2022 các bác nhá. Đó, cách đây 2 năm thôi, bản đời cao luôn. Đó, Gemini. Con này thì trang bị lam bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chung 91. Đó, bên em đây một sợi xích cho nó rồi các bác nhá. Lam của mình chữ Estin này các bác này, hai ốc giữ lam. Con này là hai ốc đại bản 19. Đó, đời này được trang bị là van xả áp và đây giờ rất là nhẹ nhàng luôn. Con này tháng tiếp hoạt động bình thường, trọng lượng máy rơi vào 5 kg. Bác đi khai thác này, phân đoạn phân biết đó, bác in Gemini đây luôn các bác nhá. Đó, đi phân đoạn này thì cắt công trình các thứ này. Con này được trang bị là bô này trắng tươi luôn, hàm rồng 7 màu rất là đẹp. Đó, một cái hàng nguyên bản đời cao. Con này là 210 bản đời cao các bác nhá. Đó, van xả áp của chúng ta cũng là bác ấn đây giật rất là nhàng luôn. Riêng con này nó sở hữu vòng tua rất là cao. Con Q10 giá là 3.600.000, bao ship. Kết nối bác nghe tiếng máy nhé. Xin phép kết thúc video đây. Bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua là 0862 567746 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.